các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Các trợ phương theo phương pháp thực dưỡng. 20. Tái tạo men ruột, lao ruột. Lao ruột do uống kháng sinh nhiều, khuấy bột sáng dây để ăn trước khi ngủ theo cách số 511. Nếu ăn bột sáng dây theo cách như vậy, nhưng khuấy bột còn đục chưa chín, thì chữa bệnh lao ruột. Ha ha ha, 问什么的说。